Kính thưa quý vị, ca khúc Rạng Rỡ Việt Nam, một sáng tác của nhạc sĩ Quang Vinh với phần biểu diễn của top ca múa Nhà hát Quân đội phía Nam đã chính thức mở đầu cho chương trình truyền thông, khảo sát và tôn vinh sao vàng doanh nhân đất Việt và thương hiệu nhãn hiệu tin dùng lần thứ 6 năm 2018. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh HTV1 Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh từ Nhà hát Quân đội. Và thưa quý vị, thay mặt ban tổ chức Thanh Giang cùng Anh Quân xin được gửi đến quý vị đại biểu, quý doanh nhân doanh nghiệp cùng quý vị khán giả đang theo dõi qua chương trình truyền hình lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa quý vị, hưởng ứng Ngày Doanh nhân Việt Nam theo quyết định số 990 QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ, nghị quyết 09 NQ-TVK của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Đồng thời góp phần triển khai thực hiện chỉ thị số 31 /1999 /CTTTG của Thủ tướng Chính phủ về đấu tranh chống sản xuất và buôn bán hàng giả, đẩy mạnh cuộc vận động của Bộ Chính trị về người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam và nhân dịp kỷ niệm 14 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10 năm 2004, 13 tháng 10 năm 2018. Hội chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu thành phố Hà Nội, Trung tâm chống hàng giả phối hợp với Câu lạc bộ Doanh nhân đất Việt cùng các cơ quan hữu quan long trọng tổ chức chương trình truyền thông, khảo sát và tôn vinh sao vàng doanh nhân đất Việt và thương hiệu nhãn hiệu tin dùng lần thứ 6 năm 2018. Kính thưa quý vị, thương hiệu được xem như một dấu ấn quan trọng của mỗi doanh nghiệp và việc tạo dựng thương hiệu đã khó, mà quá trình đẩy mạnh tầm ảnh hưởng của thương hiệu đến với người tiêu dùng lại càng khó khăn hơn. Chính vì vậy, việc ghi nhận, tôn vinh sự cố gắng, nỗ lực của các doanh nghiệp, doanh nhân là việc làm hết sức thiết thực và ý nghĩa. Ngoài ra, chương trình cũng góp phần cùng các cơ quan quản lý và lực lượng chức năng phòng chống, ngăn chặn tệ nạn buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, mất vệ sinh an toàn thực phẩm đang lưu thông phổ biến trên thị trường hiện nay. Đồng thời, thông qua chương trình, các doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế có cơ hội gặp gỡ, giao lưu, từng bước mở rộng quan hệ và xúc tiến thương mại. Kính thưa quý vị, để có được thành công cho chương trình, bên cạnh sự tham dự của các doanh nhân doanh nghiệp, chúng tôi xin được nhiệt liệt chào mừng sự hiện diện của quý vị đại biểu và các vị khách quý. Xin được trân trọng giới thiệu Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Cường, Phó Cục trưởng Cục Hành chính Quản trị 2 Văn phòng Chính phủ. Xin được trân trọng giới thiệu ông Trần Vũ Hải, trưởng Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh, Cục Ứng dụng và Phát triển Công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ. Trân trọng giới thiệu Thạc sĩ Lê Ngọc Trung, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại Bộ Công Thương. Trân trọng giới thiệu ông Trần Giang Khuê, Phó trưởng Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh, Cục Sở hữu trí tuệ. Trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Ngọc Khoa, Chủ tịch Hội chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu thành phố Hà Nội. Trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Đức Long, Đại tá Công an Hà Nội, Phó Chủ tịch Hội chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu thành phố Hà Nội. Trân trọng giới thiệu ông Triệu Quang Thình, Phó Chủ tịch Hội kiêm Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp Phát triển Bền vững. Trân trọng giới thiệu nhà báo Nguyễn Thiên Khải, trưởng đại diện phía Nam tạp chí Hàng hóa và Thương hiệu Hà Nội. Trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Vũ Hải, Ủy viên Ban chấp hành Hội, Giám đốc Trung tâm chống hàng giả, trưởng ban tổ chức. Chúng tôi cũng xin được hân hạnh giới thiệu sự hiện diện của quý vị đại biểu đến từ các sở ban ngành của Thành phố Hồ Chí Minh, các doanh nghiệp cùng các cơ quan thông tấn, báo chí của Trung ương và địa phương đến tham dự và đưa tin. Xin được trân trọng cảm ơn tất cả quý vị đã dành thời gian quý báu tham dự sự kiện đặc biệt ngày hôm nay. Chúng ta cùng dành một tràng vỗ tay thật nồng nhiệt thưa quý vị. Kính thưa quý vị, để mở đầu cho chương trình truyền thông khảo sát và tôn vinh sao vàng doanh nhân đất Việt và thương hiệu nhãn hiệu tin dùng lần thứ 6 năm 2018, xin được trân trọng kính mời ông Nguyễn Ngọc Khoa, Chủ tịch Hội chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu thành phố Hà Nội lên phát biểu khai mạc chương trình. Trân trọng kính mời ông. Kính thưa
Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Cường, Phó Cục trưởng Cục Hành chính Quản trị 2, Văn phòng Chính phủ. Kính thưa các vị đại biểu khách quý của Trung ương, các tỉnh bạn và các thành phố. Kính thưa toàn thể các doanh nghiệp, doanh nhân, các cơ quan thông tấn báo chí của Trung ương và địa phương và toàn thể các vị đại biểu đã về dự chương trình hôm nay. Thay mặt lãnh đạo Hội Chống hàng giả và Bảo vệ thương hiệu thủ đô Hà Nội và ban tổ chức chương trình, tôi xin nhiệt liệt chào mừng các vị đại biểu khách quý, các doanh nghiệp, doanh nhân và toàn thể các vị đại biểu đã về dự chương trình hôm nay. Kính thưa các quý vị đại biểu, nhiều năm qua, doanh nghiệp Việt Nam vẫn đang phát triển đương đầu với không ít những khó khăn trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh do ảnh hưởng của bất ổn kinh tế, chính trị trên thế giới và khu vực. Với bản lĩnh chính trị, với tinh thần yêu nước, với doanh nhân, doanh nghiệp đã tìm ra cho mình hướng đi mới, tạo ra được những sản phẩm có giá trị, bảo đảm việc làm và thu nhập cho người lao động, hoàn thành nghĩa vụ đóng góp ngân sách với nhà nước, có nhiều thành tích tham gia phong trào chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu, bảo vệ lợi ích người tiêu dùng. Đó chính là các hoạt động tích cực, đồng thời tham gia hoạt động các công việc của xã hội. Điều đó đã chứng minh rằng đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân đã và đang là người xung trận trong thời bình, thực hiện việc phát triển sản xuất kinh doanh, xây dựng đất nước giàu mạnh, hùng cường, khẳng định được vị thế, vai trò là động lực quan trọng trong công cuộc xây dựng đất nước trong môi trường kinh tế xã hội, hội nhập sâu quốc tế và đặc biệt là trong bối cảnh đang diễn ra cuộc cách mạng công nghiệp 4 phát triển mạnh mẽ và sâu rộng. Kính thưa các vị đại biểu, với mục tiêu nêu trên và tiếp nối thành công của chương trình lần thứ 5 2017, Hội chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu Hà Nội hợp tác với câu lạc bộ doanh nhân đất Việt, chỉ đạo trung tâm chống hàng giả và hợp tác với các cơ quan nhà nước long trọng tổ chức chương trình tôn vinh sao vàng doanh nhân đất Việt và thương hiệu nhãn hiệu tiêu dùng lần thứ 6 năm 2018. Chương trình là một hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm vinh danh những doanh nghiệp, doanh nhân đã có thành tích xuất sắc, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm an sinh xã hội và tích cực tham gia vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam của Bộ Chính trị phát động, đồng thời đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống hàng giả, xây dựng và bảo vệ thương hiệu cho doanh nghiệp của mình, bảo vệ lợi ích người tiêu dùng. Đồng thời, chúng ta thiết thực chào mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10 và kỷ niệm ngày 29 tháng 11, ngày phòng chống hàng giả của đất nước Việt Nam. Tiếp tục đẩy mạnh hướng tới việc xây dựng đội ngũ doanh nhân đông về số lượng, mạnh về chất lượng, có tâm, có tài, có kiến thức và công nghiệp tiên tiến, đặc biệt có ý thức công dân, trách nhiệm với xã hội và dân tộc, góp phần xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Sự thành công của mỗi doanh nghiệp, mỗi doanh nhân là bản lĩnh của người lính, doanh nhân trong những biến động thị trường hiện nay. Tôi xin chúc mừng các doanh nghiệp, doanh nhân được tôn vinh trong chương trình này. Xin chúc các bạn luôn thành đạt trên con đường đổi mới, giữ vững ý chí quyết tâm, giàu lòng yêu nước, sáng tạo và phát huy truyền thống lịch sử, tự tin vào bản thân và dân tộc của mình, học tập kinh nghiệm quốc tế góp phần đưa đất nước chúng ta không ngừng tiến lên. Với ý nghĩa đó, tôi xin tuyên bố khai mạc chương trình hôm nay. Chúc chương trình thành công tốt đẹp, kính chúc các vị đại biểu, khách quý và toàn thể các vị đại biểu mạnh khỏe, thành đạt và gia đình hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn. Xin được trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Ngọc Khoa, Chủ tịch Hội chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu thành phố Hà Nội.
Kính thưa quý vị, chương trình Sao vàng doanh nhân đất Việt và thương hiệu nhãn hiệu Tin Dùng được triển khai trên quy mô rộng nhằm tạo điều kiện cho mọi doanh nghiệp trên khắp cả nước được tham gia và được thực hiện dưới hình thức khảo sát, đánh giá và truyền thông. Sau quá trình xem xét sàng lọc chặt chẽ dựa trên các tiêu chí cụ thể, ban tổ chức đã chọn ra những doanh nghiệp tiêu biểu được vinh danh trong buổi lễ ngày hôm nay. Thông qua chương trình, các doanh nghiệp cũng khẳng định vị thế, khả năng cạnh tranh của thương hiệu Việt trên trường quốc tế, đồng thời bảo vệ thương hiệu, nhãn hiệu cũng như quyền lợi của người tiêu dùng. Và ngay sau đây, chúng tôi xin được trân trọng kính mời lên sân khấu Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Cường, Phó Cục trưởng Cục Hành chính Quản trị 2, Văn phòng Chính phủ. Và chúng tôi cũng xin được trân trọng kính mời ông Nguyễn Ngọc Khoa, Chủ tịch Hội chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu thành phố Hà Nội, lên sân khấu trao chứng nhận biểu trưng cho các đơn vị đạt tiêu chí của chương trình trong đợt 1. Trân trọng kính mời hai vị. Mời đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn du lịch và công nghệ Việt Nam Vietking Travel, một thương hiệu của công ty hoạt động trong lĩnh vực du lịch từ năm 2011 đến nay, đã trở thành một thương hiệu uy tín tại Hà Nội, được cấp giấy phép lữ hành quốc tế. Vietking Travel cam kết mang lại dịch vụ linh hoạt, nhiều sự lựa chọn, giá tốt nhất và hỗ trợ khách hàng. Tiếp theo xin được mời đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn máy công nghiệp Ninbotom Việt Nam. Qua nhiều năm hoạt động phát triển và không ngừng hoàn thiện, với đội ngũ nhân viên nhiệt tình, giàu kinh nghiệm, với tiêu chí uy tín đặt lên hàng đầu, Ninbotom đến nay đã trở thành nhà cung cấp đáng tin cậy, sản phẩm chất lượng, giá cả cạnh tranh, hợp lý của đối tác và khách hàng. Xin kính mời công ty cổ phần xuất nhập khẩu gạo Phụng Hoàng, thành lập từ năm 2007, Phụng Hoàng Rice JSC, luôn cam kết kết hợp kinh nghiệm thực tế, nghiên cứu khoa học và tư duy sáng tạo trong sản xuất thương mại. Đến nay, công ty là một trong những doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam mang đẳng cấp quốc tế trong lĩnh vực lương thực. Tiếp theo xin được mời đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn mỹ phẩm Thiên nhiên Mộc Quỳnh. Có trụ sở tại tỉnh Nghệ An, chiết xuất từ thảo dược Phương Đông được chưng cất theo phương pháp đông y lâu đời dưới sự lãnh đạo của doanh nhân Trần Thị Quỳnh, CEO tài năng ASEAN 2018, đã từng bước khẳng định thương hiệu qua giải thưởng danh giá Natural Herbal Cosmetics. Tiếp theo xin được kính mời đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại xuất nhập khẩu TNT. Với sự hợp tác và chuyển giao công nghệ sản xuất của Pháp tại Việt Nam, Savia, một thương hiệu mỹ phẩm thiên nhiên cao cấp, đã không ngừng nỗ lực hoàn thiện mình để khẳng định uy tín và nâng cao chất lượng sản phẩm, tạo dựng lòng tin tuyệt đối tại thị trường Việt Nam. Tiếp theo xin được mời đại diện công ty cổ phần thương mại dịch vụ giao nhận Glory. Công ty cổ phần Logistics Glory được thành lập từ năm 2015 với mục tiêu trở thành một công ty lớn trong thị trường vận tải hàng hóa và nhà cung cấp dịch vụ Logistics. Đến nay đã không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ và hướng tới trở thành một trong những công ty đứng đầu trong lĩnh vực Logistics tại Việt Nam. Các doanh nghiệp xin được kính mời đại diện tôn vinh vừa rồi trong chương trình truyền thông khảo sát và tôn vinh Sao vàng doanh nhân đất Việt thương hiệu nhãn hiệu Tin Dùng lần 6 năm 2018. Chúng ta cùng dành một tràng vỗ tay thật nồng nhiệt để chúc mừng cho các doanh nghiệp đã được tôn vinh trong đợt 1 của chương trình ngày hôm nay. Và xin được trân trọng cảm ơn.